lòng thành kính của mình dành cho Phật thôi. Đó. Bạch sư cho con hỏi, con với cha mẹ không được hòa thuận cho lắm, hay khắc khẩu với nhau, nên khi quán người xung quanh là cha mẹ để rẽ tâm từ, con cảm thấy không được an lắm. Con lại còn trẻ và chưa có con, nên cũng khó quán mọi người là con của mình. Mong sư hướng dẫn con cách rải tâm từ phù hợp. Thì nếu như mà quý vị không có thấy được như quán, không quán được như cha, như mẹ hoặc như con, thì chúng ta làm cái nó khó hơn một tí, tức là chúng ta rải tâm từ bằng sự tri ân. Tức là người đó là người có ơn với mình thì mình tri ân những vị đó. Ví dụ như trong khóa tu này có những vị hùng phước khóa tu chỉ có 1.000, 2.000, nhưng chúng ta vẫn tri ân họ. Cái lòng tri ân là như bất kỳ ai cho chúng ta cái gì chúng ta đều tri ân cả. Rồi chẳng những chúng ta tri ân những người xung quanh đây, là những vị trong số này có những vị đã hùng phước và hộ độ cho mình để mình tu tập ở đây, thì mình tri ân họ. Thì khi đó đó, chúng ta phải nghĩ về lòng biết ơn và chúng ta thúc đẩy để chúng ta xem họ là ân nhân của mình. Rồi sau đó quý vị rải tâm từ đến các vị đấy. Rồi cái cách này nó khó ở chỗ là nó phải tăng trưởng cái lòng tri ân trước. Rồi khi mà chúng ta về đời sinh hoạt cũng vậy. Ví dụ như chúng ta gặp cha mẹ, thì để rải tâm từ được cho cha mẹ, trong trường hợp mà mình khắc khẩu, thì mình cần phải nghĩ về lòng tri ân trước. Nghĩ cái công khó nhọc cha mẹ đã nuôi dưỡng mình, đã sanh ra mình, tri ân cha mẹ đã cho mình tấm thân này để mình thoát kiếp sa đọa, để mình có được cái thân người, có được kiếp người. Từ đó đã thúc đẩy lòng tri ân ngày một mãnh liệt hơn. Và nhờ lòng tri ân đó, chúng ta sẽ rải tâm từ được đến cho cha mẹ của mình. Hoặc bất kỳ người nào cũng vậy. Chúng ta sống ở đời là chúng ta có mối liên kết, có sự tương tác với nhau. Thì nói ngay cả một người có cái lời nói lành với mình, mình cũng tri ân họ được. Sư lấy ví dụ, một vị thánh tăng, ngài Milanda đó, ngài Nagasena, khi mà ngài không phải ngài Nagasena, mà thầy của ngài Nagasena, thì khi mà ngài đi khất thực ở cái ngôi làng đó, mười mấy năm trời không ai cúng một cái gì, thì trong một lần ngài đi khất thực thì cái cô mà người hầu á, có thấy cũng tội nghiệp ngài, nói ngài ơi ngài đi về đi, chứ còn bây giờ ở đây cũng đâu có ai cúng ngài cái gì đâu đó. Thì ngài tri ân cổ vì lời nói đó, bởi vì cổ nói bằng cái lòng lành. Cho nên khi mà ông chủ hỏi, ông chủ nhà nó hỏi ngài là ngài có nhận được cái gì hay không, thì ngài nói ngài có nhận được. Ông mới sững cồ, ông nói là ông nhận được cái gì, tại vì tôi đã nói là không có cho ai mà được cúng dường ngài cái gì rồi, mà ngài nhận được cái gì. Thì ngài mới nói là tôi nhận được một lời nói nhẹ nhàng. Chỉ một lời nói nhẹ nhàng thôi ngài cũng tri ân nữa. Thì cái vị gia chủ này mới giật mình, tôi chưa bao giờ thấy một con người như vậy. Dù là cho một lời nói nhẹ nhàng thì họ cũng tri ân, thì nếu như mình cho họ đồ ăn thì họ còn biết ơn tới cỡ nào nữa. Cho nên ông gia chủ mới nói thôi bạch ngài, từ giờ trở đi ngài là thầy của con, ngài cứ đi tới đây rồi con cúng dường cho ngài. Thì như vậy bất kỳ ai cho mình một cái gì đi nữa, chỉ cần mình có thể nghĩ tới, mình đều có thể tri ân được, dù chỉ là một lời nói nhẹ nhàng. Cho nên cái việc tu tập này nó sẽ khó hơn chứ không phải dễ hơn đâu. Nhưng nếu như quý vị có lòng muốn tu tập tâm từ
Và muốn cải thiện cái tình trạng này, tức là tình trạng là bất hòa trong gia đình á, quả thật quý vị nên tu tập tâm từ và thúc đẩy cái lòng tri ân. Thì như thế đời sống của chúng ta sẽ cải thiện. Cứ thực hành đi, thực hành, rồi quý vị sẽ thấy là nó thay đổi dần cái đời sống của mình ha.